Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ, trang chuyên giới thiệu các sản phẩm về đồ chơi công nghệ, thiết bị mạng, bộ phát Wi-Fi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu quý vị và các bạn bộ phát qua bộ kích sóng mở rộng sóng Wi-Fi Mekusit 3 dâu MW300RE. Trên tay mình đang cầm đó là bộ kích sóng Wi-Fi hay bộ mở rộng sóng Wi-Fi Mekusit 3 dâu MW300. Đây là bộ mở rộng sóng Wi-Fi của hãng Mekusit với thiết kế 3 dầu rất là phiệu khoắn và hàng bảo hành để 2 năm theo tem. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều bộ sò kích sóng Wi-Fi như Totolink, Mekuji, Mekusit. Hôm nay mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn một bộ kích sóng Wi-Fi, đó là bộ kích sóng Mekusit 300. Đây trên tay mình đó là bộ mở rộng sóng Wi-Fi Mekusit 3 dầu. Đây là bên trong bộ sản phẩm mở rộng sóng Wi-Fi Mekusit MW300. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Đây, bên trong sản phẩm chúng ta đó là bộ mở rộng sóng Wi-Fi Mekusit 300. Đây. Bộ sản phẩm trông rất là chắc chắn. Hai dâu hai bên và một dâu ở giữa đây các bạn ơi. Tốc độ của truyền tải của sản phẩm đó là 300 Mbps/s. Có logo và có chữ Mekusit bên trên sản phẩm. Đây là đèn báo tín hiệu. Đây là nút reset. Đây là ổ cắm điện trực tiếp cắm điện 220V. Đây là thông số của sản phẩm. Đây là tên sản phẩm. Điện áp đầu vào. Đây là cái trang web để đăng nhập để các bạn thực hiện kích sóng Wi-Fi. Đây là cái model cũng như là cái số series đồng để check hạn bảo hành. Đây là model sản phẩm. Đây là bộ cái mở rộng sóng Wi-Fi Mekusit MW300 phân phối chính thức bởi hãng Mekusit ở Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua một chút về cách cài đặt cũng như là cấu hình mở rộng sóng Wi-Fi cho dùng bộ Mekusit 3 dâu MW300 này để mở rộng sóng Wi-Fi nhà mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái ổ điện. Đây, mình sẽ cắm ổ điện rồi vào. Các bạn sẽ cắm vào điện trực tiếp vào điện 220V nhé. Đây, có chân cắm. Đây là đèn báo của sản phẩm. Đèn cắm vào thì nó sẽ từ xanh nó chuyển sang đỏ này. Và muốn cài đặt thì chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại này. Các bạn sẽ dùng một chiếc smartphone. Thì dùng chiếc smartphone các bạn có thể dùng hệ điều hành Android cũng được, hệ điều hành iOS cũng được. Trên tay mình đang là dùng chiếc iPhone 6. Thì đầu tiên chúng ta vào đó là chúng ta sẽ vào trong điện thoại. Chúng ta sẽ vào trong mục cài đặt. Và chúng ta sẽ đi tìm chiếc Wi-Fi của chiếc Mekusit 3 dâu. Đây là Mekusit này. Sẽ bấm của nó này. Tên của nó đó là Mekusit REC. Sau khi các bạn bấm vào đăng nhập Wi-Fi thì nó sẽ hiện, nó sẽ tự động đăng nhập vào cái trang Mekusit này. Tên của nó đây. Trang của nó là mwlogin.net này. Mekusit này. -C3F1 đăng nhập. Đây là cái tên đăng nhập. Vậy thì viết cái gì vào trong đây? Đây là cái tên đăng nhập thì các bạn sẽ viết bất kỳ từ 65 ký tự và các bạn nhập lại thôi. Các bạn viết ký tự bất kỳ đều được nhé. Ví dụ ABCD hay là 123456. Ví dụ mình sẽ nhập là 6666888. Đây. 4 con 6 và 4 con 8. Mình sẽ nhập lại y hệt như vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn lưu ý nhé, viết đằng trên như thế nào thì viết đằng dưới nó y hệt như vậy. Đây. Và cái mật khẩu này là không phải các bạn điền bất kỳ đều được nhé. Chỉ cần hai dòng giống nhau thôi. Đây, mình sẽ bấm vào login. Đây, sau khi bấm vào login thì chiếc điện thoại của mình nó đang quét. Đây. Nó đang quét Wi-Fi. Đây. Mekusit nó đang quét Wi-Fi các bạn nhé.
sau khi nó quyết xong thì nó sẽ hiện ra danh sách các thiết bị, các cái wifi các bạn cần kích. Các bạn muốn kích cái wifi nào thì các bạn chọn vào wifi ấy. Đây, ví dụ như mình sẽ kích cái wifi đó là FPT Center, mình sẽ bấm nó vào đây. Mình sẽ nhập cái mật khẩu của cái FPT Center này vào. Đây. 10.01.2019. Các bạn lưu ý nhé, các bạn phải có cái mật khẩu của cái wifi các bạn cần kích nhé. Tới đây thì các bạn, một là các bạn ấn Next này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Cái Center Center này. Đây, các bạn sẽ bấm vào Next. Nếu các bạn bấm vào đây thì các bạn không, không. Bạn sẽ thay đổi tên wifi. Đây, các bạn chỉ cần như vậy thôi. Chúng ta sẽ bấm vào trong Next. Next này. Vậy là sau khi chúng ta sẽ đợi đèn sáng này, chúng ta sẽ thoát ra ngoài và đợi đèn sáng này. Đây các trạng thái đèn tín hiệu này. Và sau khi kích xong thì cho cái wifi nó tự động nó thoát ra ngoài. Các bạn lưu ý quay lại này. Mình sẽ tắt đi. Các bạn lưu ý đây, từ trên chiếc Mekusit MW300 đang màu đỏ chuyển sang màu xanh. Đây, mình bật wifi lên. Đấy, bây giờ cái Mekusit nó đã mất rồi, các bạn lưu ý nhé. Đây, cái FPT Center hôm nãy nó chỉ có 2 vạch cho, bây giờ nó đã lên 4 vạch, vạch càng đét các bạn nhé. Đây, mình sẽ kiểm tra xem là nó vào được mạng nhé. Đây, mình sẽ vào trong YouTube đi. Mình sẽ gõ một cái bất kỳ này. Đây, có mạng các bạn nhé. Thế là chúng ta đã kết sóng thành công cho, thiết lập kết sóng thành công cho bộ kết sóng Mekusit MW300. Rất là đơn giản và nhanh nữa, chỉ một thao tác thôi. Các bạn bắt wifi của nó, truy cập vào trang web, sau khi đấy nhập địa chỉ này, nhập mật khẩu hai dòng giống nhau rồi thoát ra ngoài. Đây, để tiến hành cài đặt lại cầm cấu hình lại thì chúng ta sẽ nhấn vào nút reset này. Các bạn sẽ nhấn vào nút reset ngay cạnh đây. Đây là cái nút reset này. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào nút reset và chúng ta thiết lập lại như lúc đầu thôi. Các bạn nhấn giữ tầm khoảng 5 giây thì để cho đèn trạng thái này về trạng thái ban đầu, thì chúng ta sẽ cài đặt được kích ở cái wifi khác hoặc là các bạn chuyển nhà thì đều được. Đây, các bạn lưu ý. Sau bây giờ thì các bạn có thể nhổ chiếc bộ cái sóng wifi Mekusit này, các bạn có thể cắm ở khắp ngôi nhà của mình. Miễn là bộ sóng wifi gốc của nó, cái bộ tiếp sóng của nó gần nhà, nó phải đê tới nơi. Bộ sóng wifi ấy, nó phải tới nơi để các bạn cái bộ này còn kích được nhé. Ví dụ tín hiệu nó càng gần thì đèn sáng nó càng xanh đậm và tốc độ nó càng ổn định, chạy càng tốt, các bạn lưu ý nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.